Rồi, xin kính chào các bác nhé. Em tiếp tục lên sóng phục vụ các bác một cái chiếc máy iRobot Roomba của hãng iRobot Đại Quang này, chuyên về quét nhà, hút bụi. Một con máy bên em bán số lượng không biết đến vài trăm chiếc được, cái mẫu model này. Đây là cái model mà em lựa chọn bán rất là nhiều, vì thứ nhất là với cái tầm tiền con máy này, cái model này mẫu mã các bác là thiết kế cực đẹp luôn nhé, thiết kế rất là đẹp, sáng, màu sáng đẹp. Đấy, lại phím cảm ứng hiện đại, bền lành, sử dụng cho thị trường Nhật Bản. Nó đủ các cái tiêu chí của một con máy đẹp. Như chiếc này hiện tại bên em bây giờ đang bán là 3,1 triệu các bác nhé, 3,1 triệu cho chiếc iRobot này. Đấy, cực đẹp luôn. Đấy, cái chiếc này thì nó có thêm một cái tính năng là ngoài cái đế hết pin từ bảy sạc này thì nó có thêm một cái cổng này, cắm trực tiếp vào đây và sạc qua cái adapter này. Đây là một cái tính năng rất là hay của cái dòng máy này. Khi mua iRobot ấy thì các bác lưu ý là con này thì em nói luôn là em bán là 3,1 triệu các bác nhé, tặng kèm hai cái chiếc chổi này, một bộ sạc này, theo cái địa chỉ số điện thoại này các bác nhé. Đấy, các bác cứ vào kênh này của em các bác xem. Đấy, cái model này đây các bác nhìn này, cái viền mạ nhũ rất là đẹp luôn. Bọn này nó có hai cái rulo này rất là bền nhé, dùng chưa con nào em phải thay rulo này bao giờ luôn, từ máy cũ đến máy mới nhập về hay là quá trình khách dùng cũng không bao phải thay, còn rulo rất bền tốt. Đấy, khi mà các bác dùng cái dòng máy robot thì các bác lưu ý là mình mua cái dòng nào mà linh kiện nó sẵn, các bác chổi các bác mua rất là dễ nhé, có pin này cũng rất là dễ này. Đấy, rồi là lọc rác này, bánh xe hay tất cả các linh kiện của nó, kể cả mên mạch, cái gì rất là rẻ. Đấy, rất là rẻ luôn, là sẵn. Đấy, mà mua lên 780 sử dụng cho thị trường Nhật Bản. Các cái cảm biến vòng quanh nó đây các bạn này, cảm biến chống rơi cầu thang nhé, test thử. Tưởng tượng các bác tưởng tượng cái bàn này nó là cầu thang nhé. Ở đây em từ từ cho các bác nhìn cái hiển thị đồng hồ của nó nữa này. Đây. Đấy, nó có hiển thị đồng hồ và phím cảm ứng, các bác hẹn giờ toàn bộ. Đấy. Ok này, hôm nay là thứ mấy đấy, thì mình chẳng hạn thấy mình hẹn giờ đây. Các bác hẹn giờ tất cả các ngày trong tuần luôn, hẹn ví dụ hôm nay các bác hẹn thứ hai này 3:15, 3:30 hút, 3:30 PM chiều hút các bạn ok. Thì đúng đến thứ hai thì nó sẽ hút vậy, còn nếu mà các bác muốn xóa đi comment xóa đi. Đấy, ok là nó xóa nhá. Giao diện rất là đẹp. Model này phải nói em bán rất là nhiều, em cảm thấy rất là tự tin khi bán model này. Nó lành bền, tiết kiệm, dễ sửa chữa, linh kiện dễ thay thế, rất là bền các bạn. Quá ok luôn. Đợt này trời mưa to, trời mùa rét. Trước này em bán là 3,1 triệu bảo hành 3 tháng, đi bao gồm phụ kiện như clip em quay các bác nhé. Các bác có nhu cầu các bác alo cho em. Cảm ơn các bác.